BDC Academy Plus giúp mình định hình rõ tương lai, sự nghiệp và giúp mình trở thành một trong những nhân lực toàn cầu dẫn đầu thế giới. Mình đã lên trên mạng để tìm hiểu, thực ra mình có đam mê là muốn trở thành một lập trình viên. Thì mình tìm hiểu và mình thấy rất nhiều trung tâm luôn ấy. Và trong đó mình ấn tượng với BDC Academy Plus, nên mình bắt đầu tìm hiểu sâu về bên BDC. Yếu tố mà mình quyết định chọn BDC Academy Plus là vì thứ nhất là về cơ sở vật chất, hiện tại mình cảm thấy rất là tốt, được trang bị những phòng như IMAX chẳng hạn. Và thứ hai về chương trình giảng dạy rất là update, tạo cho mình được cái gọi là cái niềm tin á. Và khi tìm hiểu sâu thì mình sẽ thấy mình sẽ phát triển nghề nghiệp của mình tại đây. Chương trình sẽ cung cấp một cái học kỳ thứ năm và giúp mình trở thành gọi là kỹ sư phần mềm, sẽ trên một bậc so với lập trình viên các bạn. Và nó có một cái là liên kết với chương trình ở bên Canada, và mình rất muốn sang Canada để du học và sau đó trở về Việt Nam giúp cho đất nước phát triển. Theo mình nghĩ thì một chương trình học bình thường á sẽ phát triển bắt đầu từ những lý thuyết trước và sau đó mới từ từ đi đến thực hành. Mình nghĩ thì ở BDC Academy Plus thì cũng vậy thôi, nhưng mà khi mình bước vào thì mình phát hiện là mình thực hành ngay từ những buổi đầu tiên và đem lại cho mình sự hứng thú học tập. Đội ngũ giảng viên ở BDC Academy Plus thì thật sự là rất tuyệt vời các bạn. Mỗi một môn mà mình học sẽ là một thầy cô khác nhau đảm nhiệm, nhưng đều mang đến cho mình những trải nghiệm thực sự đặc biệt và chuyên môn á. Mình cảm nhận được họ chuyên môn rất là vững và mình rất thích tiếp thu kiến thức từ những thầy cô á. Thậm chí mình thực sự là không muốn có bất kỳ một kỳ nghỉ nào ở trong quá trình học ạ, và không muốn mất một giây nào. Thì ở trong BDC Academy Plus thì thầy cô nào cũng để lại mình ấn tượng hết, nhưng mà vì mình là người kiểu hài hước á nên mình rất thích đó là thầy Đại. Vì thầy cũng rất là hài hước và vui tính. Và thứ hai nữa là thầy hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình cho mình. Thực sự thì mình có tìm hiểu nhưng mà mình không thể nào hiểu sâu được. Mình chỉ nghĩ là cái ngành của mình ấy là lập trình và viết ra những ứng dụng trên điện thoại hoặc là máy tính thôi. Nhưng mà khi vào học thì mình phát hiện là ngành này ứng dụng rất nhiều trong cái xã hội này, từ những lĩnh vực y tế, trường học, những lĩnh vực khác, giúp đỡ rất nhiều cho những lĩnh vực và trong đời sống của mình nữa. Thì thực sự có rất nhiều từ mà mình muốn nói về trải nghiệm ở đây, nhưng mà mình muốn chọn một từ, đó là từ surprise trong tiếng Anh, có nghĩa là bất ngờ. Sự mọi thứ đó mình đều bất ngờ và bất ngờ theo hướng rất là tích cực. Thứ nhất là về mình nói từ ngoài là cái cơ sở vật chất đi, thực sự là quá hiện đại đi, là một trong những trường mà cơ sở vật chất quá tuyệt vời luôn. Thứ hai nữa đó là chương trình học rất là rõ ràng, lộ trình rõ ràng và cho mình cảm thấy một cái định hướng. Lần đầu tiên mình thấy tương lai của mình rất là gọi là clear, rất là rõ ràng, mình nhìn thấy là mình sẽ làm gì trong tương lai luôn, từng ngày một luôn các bạn. Thật sự thì nếu các bạn còn đang băn khoăn á thì đừng băn khoăn nữa, mà hãy chọn ngay BDC Academy Plus để theo học. Vì theo học ở BDC Academy Plus là một trong những bàn đạp để giúp các bạn trở thành kỹ sư phần mềm hàng đầu trong ngành.